Shop link vận may siêu cấp com nhân dịp nghỉ dịch Corona tăng tỷ lệ trúng kim cương lên rất cao. Và bây giờ mình sẽ vào shop thử vận may kim cương cho các bạn xem. Với 20k đầu tiên thì chúng ta sẽ trúng được bao nhiêu kim cương cho các bạn? Với 20k đầu tiên thì chúng ta có cơ hội nhận được 9.000 kim cương, một con số cực kỳ khủng đúng không anh em? Chỉ với 20k mà các bạn nhận 9.000 kim cương rồi. Thì đường link của shop mình sẽ để phần mô tả và bình luận video cho anh em nha. Trước khi xem video của mình thì mình mong anh em giúp đỡ cho mình một like video và một lượt đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo lên nha anh em ơi. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, hello tất cả anh em đang có mặt trên kênh của mình nha. Thì mình là Bá Chanh đây. Thì ngày mai cũng là ngày 30 rồi thì sẽ reset rank á anh em. Thì mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cho anh em nào mà muốn leo đại kiện tướng đầu mùa ấy, leo lên đại kiện tướng khoe với bạn bè các kiểu. Thì nhưng mà không có tem bóng, không có tem cứng ấy, với lại kỹ năng của mình thì không được tốt bắn hoa ấy, thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà để leo lên đại kiện tướng đầu mùa nha. Anh em không cần bắn hai đâu, anh em chỉ cần một tí kỹ năng thôi. Ok, có một thằng nó nhảy theo mình, à không phải, nó xuống dưới rồi. Thì có thằng nó nhổ nhà gỗ kìa. Thì anh em này tốt nhất leo đại kiện tướng này, anh em xóa cái map đảo thiên đường đi, anh em chọn cho tôi cái đảo cái map này này. Ê, có thằng đi xa, đợi mình tí nha nè. Có thằng đi xa đang lấy súng nào, đây, thằng niên phi xe lên rồi. Đó rồi, ở đây này. Cái mặt này lắm, ok, hết sọt. Nhảy này, cái thế đắng kiểu vậy á anh em bắn bao ngón cái thế kiểu vậy á. Anh em bắn 2-3 viên vô người ấy, cái xong anh em kéo, anh em nhảy lên thì nó sẽ hết sọt nha. Kéo vài viên vào người xong anh em nhảy lên là nó sẽ vào đầu nha. Thì ok, nói tiếp vấn đề chính. Thì anh em nào mà không bắn hai mà với lại không có team bắn hai để leo chung ấy thì anh em đi solo nhá. Với lại anh em đừng cái tải cái map đảo thiên đường, anh em xóa cái map đảo thiên đường đi. Đấy, anh em chơi mãi cái map này thôi. Xong anh em leo lên xong thì anh em đã tải cái map kia về mà anh chơi. Đấy, thì anh em chơi một cái map này á, mình khuyên anh em nhá, nhảy cái khu đầy quan sát này nha. Đường bay xa cỡ nào hay là gần gì anh em cũng nhảy khu này cho tôi. Ví dụ đường bay nó anh em nhảy xuống đây á mà thấy nó đông quá thì anh em thì thôi anh em bỏ đi. Anh em nấp ra ngoài biển gần chỗ này nè, gần chỗ đầy quan sát ấy. Xong tí anh em hãy vào. Đợi xuất hiện cái bo xong anh em vào thì cái khu này á nó rất rất là nhiều máu. Lúc nào cũng tranh 15 bình nha anh em. Lúc nào cũng tranh 15 bình, có khi 20 bịch máu luôn ấy. Đấy. Thì cái chiến thuật bơm máu lấy, nhưng mà bắn lấy túi mọc luôn nha, không phải bơm máu không đâu. Anh em cũng phải lấy túi mọc nữa. Anh em cũng phải có một ít kỹ năng, ít nhất anh em cũng phải cũng có khả năng bắn được mà giết người được chứ, không lẽ anh em muốn leo được những tướng mà anh em không có kỹ năng mà ít nhất anh em cũng giết được một người chứ, đi solo mà đúng không? Thì đấy, anh em chỉ cần một tí tẹo kỹ năng thôi. Ok, thì đợi mình đi. Khu này ấy, anh em phải lúc không chừa chỗ nào nha. Thì cái khu này không lúc chừa chỗ nào thì chắc chắn tranh 15 bình máu, có khi 20 bình đấy. Ok, mình đang lúc đây thì anh em phải đem, anh em nào có alock thì đem alock nhé, alock lợi lắm. Bao mọc anh em đứng ngồi bo không mất máu luôn nha. Ăn thêm mấy cái nấm quanh đây thì auto có nấm luôn, quanh đây thì auto có nấm, với lại có xe nữa, anh em phải có một chiếc xe. Anh em nhớ đem theo kỹ năng của con phò nhầm, sorry anh em nhá, con phò này này. Đấy, cho nó giảm, ui nhiều bom keo thế, cho nó giảm sát thương của bo đi. Đấy, mình đang lúc được 10 bình rồi này. Đấy, đây nữa này. Nói chung là khu này khu rục của mình rồi. Thì mai reset xong mình cũng sẽ leo thách đấu cho anh em xem nha. Mai mình leo thách đấu, mình đăng video cho anh em xem nha. Đấy. Anh em không cần lúc nhiều đạn nha, lúc khoảng 80 viên, 100 viên như mình thôi, đủ để giết một người thôi. Đấy, mình sẽ tí mình bo cuối mình mới vào bo nha. Mình phải dùng kiếm một chiếc xe nữa. Ok, mình được 14 bình rồi nè. Còn nữa thì luôn, mình chưa lúc con đâu. Khu này chưa hết đâu. Đây nữa này. Nãy mình có vứt bóng bình ở ngoài kia, tại mình sợ đầy ba lô á anh em. Mình sợ đầy ba lô nên mình vứt ở ngoài kia rồi. Đấy, ai nói gì nói, nhưng mà anh em không cần giết nhiều kill đâu.
Em chỉ cần 2 kill là anh em đủ sát thương để cộng điểm rồi nha. Nhưng mà không cần kill cũng được thì nó vẫn vẫn sẽ cộng điểm cho anh em, nhưng mà có điều nó hơi ít hơn một tí. Nói chung là tốt nhất anh em cũng phải giết được một ít nhất là một kill thì anh em sẽ được cộng nhiều điểm nha. Đấy, mình được 16 bình với lại bóng bình nữa, ngoài kia nữa là mình được 20 bình máu rồi. Đấy, đây nữa nè. Đấy, nói chung là 20 bình là đủ rồi nha anh em, 20 bình là đủ rồi đấy. Nhưng mà giờ chắc mình sẽ chạy xuống khu khu cái gì ta, khu nghĩa địa, mình lút thêm em vài bình nữa cũng được. Nói chung là 20 bình, 17 với 4 là 21. Đây, 21 bình này là anh em đủ xài rồi. Ok, thì tới đây anh em giàu máu lại một chỗ em để đó. Đây, để anh em chạy xuống khu à, là cái mình ăn cái nấm cái đã. Nói chung là quanh đây sẽ có cái nấm, đợi mình phải kiếm một chiếc xe nữa. Thì ở đây ô tô có xe nha anh em, ở đây khu này thì ô tô có xe. Ít chỗ này hoặc ở bên 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 kia ấy, cái bên mà hai cái nhà kho ấy. Ok, mình xuống đây nha. Nãy có thằng à, đây, đây đây đúng rồi, cái thanh niên nãy đi xe đây nè, khỏi khỏi cần xíu xíu khỏi cần đi kiếm luôn. Thanh niên này tự vác vác xe lên cho mình. Ok, ui game này bom keo độ mình thế. Hồi mình tìm mình đi solo squad mình làm highlight cho anh em ấy, mình tìm bom keo hoài không ra. Giờ đi solo thì lại quá trời bom keo, đi solo thì cần 5-6 trái là đủ bắn rồi. Ok, tìm thêm vài trái thôi, không cần nhiều đâu. Cả nhầm nhầm cho đây anh em nhá. Mình tìm thêm vài vài bịch máu nữa là đủ rồi. Nói chung là anh em cứ auto nhảy đầy quan sát, anh em sẽ lên và anh em sẽ cần nhiều thời gian không cấy khai ấy. Không cấy khai thì anh em leo khoảng 1 ngày rưỡi, tầm 1 ngày rưỡi á, trễ nhất là 1 ngày rưỡi đấy là anh em lên được rồi, lên được thách đấu ấy. Mùa này chắc mùa trước mình không có ấy khai ấy, mà mình lúc đó mình còn buổi sáng mình đi học, buổi sáng mình đi học nha. Buổi sáng thì mình bận đi học, xong trưa mình đi học về 11 rưỡi mình về, mình vẫn còn leo kịp được. Thì đấy, cho nên mùa này anh em chỉ cần cứ dùng chiến thuật này theo của mình đi thì chắc chắn leo được. Anh em nào chưa đi học thì có thể thức thức khuya một tí leo, đạt được cái mục đích của mình chọn thôi, ai muốn nói gì nói kệ người ta. Ok, tầm này chắc đủ rồi, mình sẽ lên lên lại trên kia nha. Anh em nhớ để lại cho mình một like video này và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha, mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, thì anh em ui sao lại có hai cái bụi cỏ lạ thế. Hai bụi cỏ song song thế này, phải ra chữ. Ok, mình lấy cái xe làm cái. Ê, cái xe trượt 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 trượt. Ui, bị mát rồi. Ok, được rồi. Đấy, mình sẽ lấy cái xe lên chỗ kia mình để lại nha. Đấy, giờ mình sẽ ở ngồi bo luôn nha. Bo 1 thì anh em có nắm ấy, nó sẽ không mất máu nha anh em. Bo 1 có nắm là không mất máu đâu, yên tâm. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ ở đây để mình bơm máu, khi nào còn khoảng 17 bịch, 16 bịch gì đó mình sẽ chỉ cho anh em cách đi tiếp như thế nào nha. Ok, và anh em nhớ đem theo cái con bét này nè. Đây, con bét mà nằm một cái gương này nè, khi mà anh em quắn một bịch máu ấy, thì nó sẽ tăng cái lượng AB cho anh em nhé, là cái lượng nấm ấy rất rất là có lợi luôn ấy. Ok, mình sẽ cắt ngắn một khúc cho anh em khỏi chờ nha, chứ mình quắn máu thì hơi là lâu luôn ấy. Ok, thì giờ cũng tới 3 4 3 5 rồi, còn có 7 người à. Đấy, như này thì anh em được cộng rank rồi đúng không? Thì anh em được cộng điểm rồi. Giờ mình còn 19 bình này. Ok, mình sẽ lên xe di chuyển rồi nha. Anh em quắn một bịch máu xong anh em lên xe thì anh em vừa di chuyển vừa bơm máu được nha, chứ không phải cần bật cái ba lô lên mà bơm máu nha. Đấy, vừa di chuyển vừa bơm máu được. Đấy, còn có 5 người à. Như này là anh em dư điểm lên solo thì nó cộng nhiều lắm. Anh em dư lên thách đấu luôn ấy, trận nào mà cũng như kiểu như này, trận nào anh em cũng làm kiểu như này thì anh em sẽ lên thách đấu chắc luôn, lên đại kiện tướng ấy. Ok, giờ mình còn 16 bịch, giờ mình sẽ không vào bao luôn nha, mình sẽ chỉ tiếp cho anh em đi gần gần ở có bịch máu kia để mình lấy cái. Anh em không cần vào sớm đâu, từ từ chừng này anh em quán còn lâu được đấy, còn 4 người đấy, thấy không, từ từ thôi, anh em không cần phải vội đâu. Hay cứ bơm máu từ từ thôi, 15 bịch này anh em quấn quấn tí qua gần cuối luôn cũng được mà, mình nói thật.
Nhưng mà anh em nào có kỹ năng một tí thì cứ dùng cái này, với lại cộng thêm anh em vào bo anh em bắn mau nữa, anh em lấy top 1 luôn. Anh em lấy top 1 luôn cho nó đẹp nhá. Ok, mình sẽ vừa đi xe vừa máu. Đấy, mình còn 11 bịch luôn, lo cái gì. À, có chiếc Lamborghini luôn, mình sẽ đổi xe nha. Xe này cũng được nhưng mà mình muốn đi Lamborghini cho nó nhanh một tí. Đấy, anh em thấy không? Cái con bét này có lợi vãi. Cái lượng AB của mình lên 200 luôn rồi kìa, không cần ăn nấm. AB này rất là lời. Ok, ôi chỗ này có nhiều xác thế. Có nhiều xe nữa. Ok. Giờ mình còn 7 bịch máu nữa. Dư xài rồi còn có bóng rồi à. Mình sẽ chạy sát vào tí, đừng cứ vào sớm lỡ nó bắn cháy cái. Đấy, anh em cứ dọc dọc bo này vào thôi nhá, đừng có chạy thẳng vào thì ví dụ gặp địch ấy nó bắn mình hại. Có bom keo đây, anh em chạy thẳng là gặp địch hai bên hai phía nó bắn nổ xe, anh em đứng giữa bị kẹt và chết. Ok, mình sẽ công lại luôn, đổi cái tay cầm lên cây M40 thế chứ không có tay cầm mình kéo tầm không được. Anh em mình mà không có tay cầm mình kéo ngu lắm thật, mình không có tay cầm mình kéo sống không lên, mình kéo hoài nó không lên, mình không có tay cầm mình kéo không lên. Ở đây có người. Này. Không lên thật. Đúng rồi, mình đổi cái gì ta? Đổi cái tay cầm lên cây MB rồi. Cái SK không có tay cầm luôn. Lố luôn anh em ạ. Ok, mình sẽ qua công lại luôn. Mình có nhiều keo mà, sợ gì? Đấy. Anh em chỉ cần như này là anh em được cộng rất là nhiều điểm rồi. Nên anh em chỉ cần nhiều trận ấy. Ok, anh em chỉ cần nhiều trận như này thì anh em lên đại cận tướng mà đổi cái shotgun hay viên mình bắn on shot cho anh em coi. Mình mới tập được có 2 ngày rồi, mình để coi thử mình có bắn được không. Mình học bay nước ngoài ấy, mình mới tập được có 2 ngày. Ôi, bông keo bị delay kìa. Ôi, biên lên 3-400 rồi anh em ơi. Biên lên 3-400 rồi, đấy, trận nào anh em chỉ cần top 2, giờ top 2 cũng được. Mình sẽ dụ nó mình bắn on shot. Top 2 là anh em cộng rất là nhiều điểm rồi. Nhiều trận như này anh em. Đấy, bung keo cứ bị delay anh em. Nhiều trận như vậy thì anh em lên dư sức lên thách đấu để đi khoe với bạn bè nha. Mà sao binh lên cao thế. Ui, 500 rồi kìa. Ok, mình sẽ qua mình dụ nó bắn on kill. Bắn không được anh em ơi. Ơi, có một viên vô đầu rồi kìa. Mình bắn áo anh em thông cảm nha, mình mới tập được có 2 ngày. Ôi, hết keo luôn rồi. Mày đâu. Ôi. Ok, không được, tốt màu rồi anh em ơi. Đấy, kiểu như này, trận nào anh em cũng như này thì anh em chỉ cần bỏ ra thời gian thôi. Chỉ cần thời gian là anh em lên được đại kiện tướng rồi. Thì ok, chúc anh em leo đại kiện tướng thành công nha. Mai mình cũng leo đăng video cho anh em xem. Bye bye anh em nha.